Ok, hello. Chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với kênh thợ xây của mình nhá. Hôm nay theo chân hai bác thợ già chia sẻ với anh em kỹ năng cách làm sao để trát được cái bộ trần sàn bê tông nhá. Cách làm sao để trát cho đẹp và không bị bọt, bị nong, bị nứt, bị rơi rớt. Anh em mới qua kênh thì nhớ để lại cho mình xin một lượt đăng ký kênh, bình luận kênh. Đây video hay và ý nghĩa chia sẻ cho người thân bạn bè cùng theo dõi nhá. Like ủng hộ mình nhá. Chúc anh em xem video vui vẻ nhá. Thank you.
Bye.